Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin cập nhật thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS, cập nhật đến ngày 26 tháng 2 năm 2023. Qua bản cập nhật này thì Sở Di trú Mỹ sẽ cập nhật các đơn mà cô chú và các anh chị đã gửi cho Sở Di trú, như là đơn bảo lãnh diện hôn phu hôn thê K1, K2, Y-129F, đơn bảo lãnh người thân của mình là Y-130, đơn Y-485, đơn Y-751, đơn Y-90, đơn Y-140 và đơn Y-526. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Khi cô chú và các anh chị nộp đơn cho Sở Di trú, thì họ sẽ gửi lại một thư biên nhận là thư Y-797C. Chúng ta có thể thấy tên của thư biên nhận này nằm ở trên góc ở phía bên tay phải trên cùng. Trong thư biên nhận này thì chúng ta cần phải để ý một số thông tin như sau. Trước tiên là tên đơn và loại đơn. Thứ hai là mã biên nhận hồ sơ, thông thường bắt đầu bằng chữ WAC kèm theo một dãy số, hoặc là IOE và kèm theo một dãy số. Thông tin thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý là ngày biên nhận hồ sơ. Và ở thông tin thứ tư là trung tâm thụ lý hồ sơ, thông thường để ở cuối thư. Ký hiệu của các trung tâm xử lý hồ sơ của Sở Di trú được ghi trên thư biên nhận. WAC hoặc là CSA là trung tâm dịch vụ tại California. LIN hoặc là NSC là trung tâm dịch vụ Nebraska. ESC là trung tâm dịch vụ Potomac. SRC hoặc là chữ TSC là trung tâm dịch vụ tại Texas. EAC hoặc là VSC là tại trung tâm dịch vụ Vermont. Hoặc là IOE là nếu như cô chú và các anh chị nộp hồ sơ online và hồ sơ sẽ được Sở Di trú chuyển qua cho các trung tâm, có thể là trung tâm Texas, Cali, Nebraska hoặc là ở Vermont. Chúng ta cần phải xem ở cuối thư Y-797C sẽ có tên trung tâm xử lý hồ sơ. Ví dụ như, hồ sơ có receipt number có số biên nhận là WAC kèm theo một dãy số, thì có nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị đang được trung tâm dịch vụ California của Sở Di trú họ xử lý. Trường hợp nếu như mà chúng ta nhận được mã biên nhận là NBC hoặc là MSC là trung tâm phúc lợi quốc gia, cô chú và các anh chị chúng ta đã nộp các mẫu đơn thông thường là đơn Y-485 diện việc làm hoặc là diện gia đình, mẫu đơn N-400 hoặc là mẫu đơn N-600, thì chúng ta cần phải kiểm tra thời gian xử lý tại văn phòng của địa phương. Sở Di trú họ không có cập nhật trên hệ thống tổng của Sở Di trú. Theo thông tin được Sở Di trú Mỹ cập nhật, thời gian giải quyết hồ sơ 80% hồ sơ tại Sở Di trú tính đến ngày 26 tháng 2. Đối với đơn Y-129F là đơn mà cô chú và các anh chị dùng để nộp bảo lãnh hôn phu hôn thê. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 15 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ có biên nhận cần liên hệ với Sở Di trú là ngày 10 tháng 9 năm 2021 trở về trước. Đối với đơn Y-485, đơn đăng ký thay đổi tình trạng dành cho các diện việc làm. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 29 tháng.
Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 12 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2021. Và tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 31 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đối với các hồ sơ nộp đơn I-751, đơn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 15 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 19 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 20 tháng 6 năm 2021. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết là 26 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 11 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 18 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 6 năm 2021. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 19 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 6 năm 2021. Đối với hồ sơ nộp đơn I-910, đơn xin thay thẻ xanh. Tại trung tâm Potomac, gia hạn thẻ xanh 10 năm, thời gian giải quyết hồ sơ hiện nay khá lâu, từ 20 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Và phát hành thẻ xanh lần đầu tiên hoặc thay thế, thời gian hiện nay là 19 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 4 năm 2021. Theo cập nhật của Sở Di trú Mỹ, thời gian 80% lượng hồ sơ giải quyết tại Sở Di trú tính đến ngày 26 tháng 2. Đối với đơn I-130, đơn cô chú và các anh chị nộp để xin bảo lãnh thân nhân của mình rất phổ biến. Ở nhóm đầu tiên là nhóm CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5 là bảo lãnh vợ chồng, con nhỏ còn độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 10 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 20 tháng 1 năm 2022. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 10 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 20 tháng 1 năm 2022. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết là 12 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 11 năm 2021. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết là 11 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 11 năm 2021. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 16 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ở diện bảo lãnh F1 là bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 69 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 9 năm 2015. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 8 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết hồ sơ là 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 32 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 59 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 10 năm 2016. Ở các hồ sơ nộp đơn bảo lãnh diện F2A là bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 25 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 6 năm 2020. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 10 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết hồ sơ là 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 20 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Và tại trung tâm Vermont,
Thời gian giải quyết hồ sơ là 30 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 12 năm 2019. Ở diện bảo lãnh F2B là bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 64 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 3 năm 2016. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 52 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 20 tháng 6 năm 2017. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết là 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 32 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 55 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 3 năm 2017. Ở diện bảo lãnh F3 là bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 117 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 7 năm 2010. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 104 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 12 năm 2011. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết hồ sơ là 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 32 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 59 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 10 năm 2016. Đối với các hồ sơ bảo lãnh diện F4 là bảo lãnh anh chị em của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là 140 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 12 năm 2007. Tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 124 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 9 năm 2009. Tại trung tâm Potomac, thời gian giải quyết hồ sơ là 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 32 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Và tại trung tâm Vermont, thời gian giải quyết hồ sơ là 99 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 25 tháng 6 năm 2012. Đối với các hồ sơ thuộc diện đầu tư và diện lao động, ở đơn I-140 diện lao động EB3, lao động không kỹ năng và lao động phổ thông, tại trung tâm Nebraska, thời gian giải quyết hồ sơ là 10 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 12 năm 2020. Tại trung tâm Texas, thời gian giải quyết hồ sơ là 14 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 4 năm 2021. Đối với đơn I-526 dành cho diện đầu tư, tại văn phòng chương trình đầu tư định cư, thời gian giải quyết hồ sơ hiện nay là 58 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 3 năm 2017. Kịp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha. Cảm ơn cô chú và các anh chị.